Bốn con giáp dẫn đầu về vận may và tài lộc trong năm 2023, người tăng lương tiến chức, gia đình hạnh phúc, người tiền vô như nước, có quý nhân hỗ trợ. Trong năm 2023, những con giáp này sẽ có được vận may rất tốt, cả công việc và cuộc sống thuận lợi, nhiều cơ hội để gia tăng tài chính. Với những người nhanh nhạy với thời cuộc, giỏi nắm bắt cơ hội, đây là thời điểm tốt để bước tới ngưỡng cửa của sự giàu có. Chúng ta không thiếu cơ hội kiếm tiền trong cuộc sống, nhưng thường thiếu thời cơ và vận may khi kiếm tiền. Tục ngữ có câu có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Chỉ khi chúng ta không cần lo lắng về mặt tiền bạc thì cuộc sống mới có thể phát triển tốt hơn, quan hệ vợ chồng mới có thể hòa thuận hơn. Vậy những con giáp nào sẽ gặp vận may trong năm 2023? Tuổi ngọ Năm 2023, người tuổi ngọ sẽ có nguồn tài lộc ổn định, tài vận phát triển rất mạnh mẽ. Gặt hái được của cải nhờ nỗ lực của bản thân. Nhờ vận may bất ngờ đưa tới tuổi ngọ sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển bản thân. Vào tháng 12 âm lịch, tuổi ngọ sẽ được các tinh thái bạch chiếu cố, những khó khăn trong năm cũ sẽ được hóa giải, đồng thời có quý nhân đứng sau giúp đỡ. Trong năm nay, họ có thể sẽ thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ lâu nay mà chưa thực hiện được. Cuộc sống của tuổi ngọ cũng vì vậy mà có những thay đổi tích cực. Sự nghiệp có những bước phát triển quan trọng trong năm nay, tiền đồ sáng lạng, nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi tỵ, Vận may và tài lộc của người tuổi tỵ trong năm 2023 được cải thiện đáng kể. Sự nghiệp và đời sống tình cảm có nhiều tiến triển tốt, cuộc sống ấm êm và sung túc. Tuy nhiên, người tuổi tỵ cũng cần lưu ý không nên đặt nặng vấn đề giữa các mối quan hệ, khiến mối quan hệ dạn nứt. Bên cạnh đó, công việc trong năm nay của người tuổi tỵ rất thuận lợi, có thể sẽ được thăng chức hoặc tăng lương. Lợi nhuận của các khoản đầu tư cũng tăng trưởng ổn định, tài vận phát triển rất lạc quan. Tuổi thân Trong năm 2023, người tuổi thân có cuộc sống xuân sẻ, tài vận phát đạt. Cuộc đời tuổi thân thường ít trải những sóng gió lớn, nhưng sẽ gặp vài thử thách để gọt rũa bản thân cũng như tích lũy kinh nghiệm sống. Bên cạnh họ thường có nhiều quý nhân giúp đỡ, cho nên những khó khăn cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Người tuổi thân là những người rất cố gắng, có chí tiến thủ, do đó về phương diện tài chính họ có những quan điểm độc đáo của riêng mình. Họ giỏi trong việc quản lý tài chính, tích lũy của cải từ nghề chính lẫn nghề phụ, có thể đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Tuổi tuất Năm 2023, người tuổi Tuất sẽ tạm biệt vận hạn cực xấu trong năm cũ. Tài vận bắt đầu khởi sắc, mọi việc thuận buồm xuôi gió, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc liên tục vào túi. Người tuổi Tuất có thể tận dụng cơ hội này để phát triển sự nghiệp. Trong năm nay, tuổi Tuất có nhiều cơ hội được tăng lương tiến chức trong công việc. Trong vấn đề tài chính, nguồn thu nhập ổn định lẫn cả nghề chính và nghề phụ. Nhưng người tuổi Tuất cũng cần chú ý giữ gìn tình cảm vợ chồng, chú ý giữ gìn sức khỏe để duy trì cuộc sống đầm ấm và khỏe mạnh.